Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Làm Nguyên làm cơm chiều nè cả nhà ơi. Bữa nào Nguyên làm cái món mực xào chua ngọt. Ở đây Nguyên có trái khóm nè. Hồi bữa Nguyên mua nó xanh gòn nè. Bữa nay nó chín luôn rồi nè cả nhà. Thơm lắm. Nguyên lấy nửa trái nè chứ không có lấy nhiều. Khóm này ngọt lắm, tại vì chỗ này là Nguyên mua chỗ quen á, cho nên Nguyên biết ngọt. Đợi nó chín quá nè cả nhà, chín quá nó sẽ ngọt. Ngọt không phải giống như đường đâu, nó cũng ngọt mà kiểu như ngọt của khóm á. Sẽ lấy nửa trái xào thôi. Chồng Nguyên thì nào giờ chưa ăn cái này, với xào với khóm ổng chữ không nữa. Ông nói trái cây mà đem đi ăn cơm là chồng Nguyên la. Hồi bữa đó có cô đó nói với Nguyên là khóm á, mình muốn giữ lâu á, mình gọt xong mình đừng có rửa. Rửa là nó hư, cho nên Nguyên sẽ không rửa. Nguyên rửa nửa trái thôi, tại vì mình xào nửa trái. Anh chồng Nguyên á, ổng gọt khóm ngọt nhìn đẹp lắm á. Đàn ông mà ổng như đàn bà vậy trời ơi, ổng nấu ăn ha. Nguyên biết gọt khóm là nhờ ổng, nó ra nhà Nguyên học từ ổng. Anh chào Nguyên ha. Trời ơi, ổng đàn ông mà ổng như hả, ổng nấu ăn ngon hơn vợ ổng. Ở bên đây mà đàn ông vô bếp là bình thường lắm cả nhà. Mười người là hết 6 người biết nấu ăn nè. Kiểu như bên đây người ta sống tự lập á, từ nhỏ cho nên họ cũng biết nấu ăn, đi chợ rồi đó bình thường. Nhiều bạn thấy chồng Nguyên á đi chợ này kia cái nói chồng Nguyên giỏi này kia, không phải cả nhà, ở bên đây ai cũng vậy chứ không phải riêng mình chồng Nguyên đâu. Đàn ông á đi chợ nấu ăn là bình thường, chồng Nguyên thì anh không biết nấu ăn, anh nấu theo kiểu ảnh ăn. Nguyên chẻ ra nửa trái. Trái này thì nó bị hư cái khúc đầu rồi. Rửa trái này thì Nguyên không có rửa. Nguyên để trong cái hộp, cái Nguyên để tủ lạnh. Tại bữa có cô đó chỉ Nguyên á, khóm mà rửa cái để tủ lạnh nó bị hư á cả nhà. Mình giữ không được lâu á. Còn cái này thì Nguyên sẽ rửa. Tại vì Nguyên có bầu á, không dám ăn hết trái khóm. Ăn ít thì được chứ không dám ăn nhiều. Sắc ra. Ở đây Nguyên có chuẩn bị trái dưa leo nè cả nhà. Với lại cái này kêu bằng gì trời? Cần tây hay là rau ngò tây, Nguyên cũng không biết nữa. Rau thì Nguyên không có rành cả nhà. Rau này để mình xào với lại mực á, mực xào chua ngọt. Ở đây thì Nguyên có một con mực nè. Ở đây Nguyên sẽ đợi tỏi vô nha cả nhà. Củ hành này thì hồi mình hãy để vô, tại vì Nguyên ăn sống á, ăn hành sống á. Mực xào ra nước chỉ lắm cả nha, cho nên Nguyên không có để nước vô. Nguyên sẽ để dưa leo vô nha. Dưa leo nè, với lại khóm nè. Rau thì nó mau chín lắm, Nguyên để sau. Ở đây Nguyên sẽ để nước tương nha cả nhà. Để nước tương vô. Nguyên sẽ để một tí xíu nước vô nha cả nhà.
để nước vô cái mình lấy cái nước sốt nè, mình rưới lên cơm ngon lắm á. Củ hành Nguyên sẽ để vô nha cả nhà. Cái mấy cái ngò thơm này Nguyên. Rồi anh cũng hòa sĩ mà. Trung hồi tôi chém bao tiêu chú này không? Ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm với hai chồng Nguyên nha. Có thấy đầu ổn đâu trời. Món phái khẩu của Nguyên nè cả nhà. Tưởng đâu ít dự cả đống luôn. Ăn cơm. Rồi ăn không hết để ngày mai ăn. Ăn cái gì? Cái này à? Mực xào chua ngọt. Lần đầu tiên Nguyên làm cho chồng Nguyên ăn. Mực xào chua ngọt. Cái này có cà chua nữa nhưng mà Nguyên không có để. Tại vì Nguyên nghe nói cà chua với lại dưa leo kỵ á, cả nhà Nguyên sợ, Nguyên không dám ăn chung. Không cà chua. Nguyên ăn cái này á, Nguyên thích ăn rau mực. Với nước sốt của nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm luôn á. Có vợ Việt mười mấy năm giờ mới làm món mực xào chua ngọt cho chồng mình ăn. Cái món này chủ yếu là rau nhiều thôi cả nhà chứ không có gì. Không nghĩ ai chắc ăn hết. Thôi là Nguyên xào con trái dưa leo. Nguyên định để hai trái. Mình để hai trái á. Sợ nó nhiều. Bởi có hai vợ chồng á. Muốn làm nhiều món á. Mà làm ăn không hết. Quý vị cho sao tăng huy xu hình tao xì bu hơi à. Nguyên là Nguyên cứ sợ mực này nó ra nước nhiều. Ai gì không có ra nước nhiều nữa. Nguyên phải đổ nước vô thêm á. Tại vì mực xào chua ngọt á, Nguyên thích ăn cái nước sốt của nó dữ lắm.
Chứ bên dù rỉnh trong xào mà. Rồi. Gì không? Mình hỏi chồng mình ở đây có ai xào cái này không? Chồng mình nói có. Mình hỏi ai? Em chứ ai? Tôi có giao xô tôm xào xoan thẻn. Nhiều xoan thẻn. Dạ. Nhiều. Chồng mình nó không có chua ngọt. Xào xoan thẻn chứ không ngọt. Xoan thẻn. Thôi. Mình ơi, chua ngọt là sao? Chua ngọt là cũng khớm á, dưới này dưới leo á. Nguyên với chồng đi ăn cơm không có dễ đến lộn đâu nha. Chồng Nguyên thì không thích ăn rau tại vì nó cứng, nó giòn. Nguyên thì Nguyên thích ăn rau. Ăn cá thì Nguyên thích ăn đầu, chồng Nguyên không thích ăn đầu. Nguyên thích ăn đầu, Nguyên thích ăn bụng. Không thích ăn cái kiểu bằng gì, cái ba sườn của nó. Chồng Nguyên thì thích ăn cái trên lưng, sống lưng với lộn ba sườn. Nhưng nó hai chồng Nguyên đi ăn không có như ai về lộn được. Chồng Nguyên ăn mà ổng gấp đi lia lịa là mình biết là ổng thích mà ăn ở mày. Này công nhận dễ ăn thiệt chứ bộ. Chứ chua ngọt ngọt có chan với cơm ăn cuốn vậy đó. Này ăn với bún cũng ngon. Sư kinh mỹ phần thì sư học sư. Ngon. Nó chua chua ngọt ngọt á. Cô quản lý vui vui hình thẻn. Vui ạ. Khóm này mình tưởng nó ngọt, ai giờ không ngọt cái này. Cho nè. Ba ly ba nào á. Trình ly xưa xào ở quảng son nè. Cái này. Ừ. Mình tưởng Đông Nguyên xào hết trái khóm này. Mọi người, cái chảo này mà xào hết trái khóm này nấu canh chua luôn chứ. Đông Nguyên thích ăn cặn này. Trên cặn ổng múc mất trơn rồi. Thích ăn dưa leo. Mình sợ ăn không hết, không ai dẹm muốn hết. Chưa chuẩn chơi của vậy à? À, chuẩn chơi đó. Nó xu lại hình sẽ đi tán tiền mà. Thế. Ừ. Mấy trong đó tôi xu lại hình sẽ đi nè. Sao tông hay sự trăng mà sửa ép hợp vui xu, sao tông hay xu. Chồng nói một con em làm hết hả? Tại con bự cả nhà. Con này như 24 đồng cái gì đó. Khoảng trăm mấy ngàn tiền Việt mình á. 300 mấy à? 300 mấy à? 200 mấy. 100 mấy à ông ơi?
đầu xem. Đôi lườn gà. Đi khám bác sĩ nói nguyên á, nước ối ít á cả nhà. Bữa nay uống nước thấy bà nội luôn. Uống nước mà sợ luôn á. Ừ. Nãy chồng đi ăn rau đồ bổi không à, cơm không chịu ăn. Nguyên sợ là chồng không ăn được không, tại không ăn được công nhận á. Vậy là mới mốt xào cái món này không ăn được. Nó có xài xì tòi. Chồng cũng thích ăn cầm tay rồi. Chồng mới được không cái à, cái nào mà nói tốt á là anh ăn dữ lắm cái. Chồng Nguyên hợp gu con cái à, cái món đó cho dù ngon cỡ nào mà không tốt có hai chồng Nguyên không ăn. Còn tốt là hai chồng Nguyên ăn dữ lắm. Nguyên có bầu á không dám ăn nhiều, ăn gì cũng một ít á. Tại bác sĩ cũng có nói á, ăn ít à. Đừng ăn một thứ mà ăn nhiều không tốt. Cái nước sốt nặng như bún nhức mắt nè. Không biết à, chút chua ngọt ngọt. Không nghe, không biết. Sợ ăn không hết, không có cho nội ơi. Sợ bưng chảo này ra ổng la làng. Hay vậy ăn muốn hết rồi. Cũng mừng. Không tính nhà chồng mình cũng dễ ăn một. Ăn được nhiều món Việt. Có hột gà nướng nữa không chịu ăn. Tại bên đây gia vị á, đang uống là ta để gia vị đó nha. Hột gà nướng của mình thì có niêm nếm gia vị á, bột ngọt rồi nữa. Ông ăn có bột ngọt, cái ông ăn có gia vị không chịu anh. Kiểu như không ăn gia vị quen rồi đó, cái ăn vô cái không ngon miệng. Nguyên thì bình thường, món Việt của mình mà. Hết luôn. Cởi ăn rau nhiều tốt. Nguyên nhìn chồng Nguyên vớt là Nguyên biết mấy cọng mực này chồng Nguyên để dành cho Nguyên để ngâm mơ Nguyên ăn bún. Ba nãy Nguyên nói với chồng Nguyên là cái này ăn bún ngon á. Không thiệt ngon thì chua chua ngọt ngọt. Chồng Nguyên ăn gì ổng cũng chấm tương ớt cho. Ăn thịt nè. Nhưng mà chồng Nguyên có thói quen gì cả nhà biết không? Một trong một cái dĩa cơm nha, có cái một món đó ngon là chồng Nguyên sẽ ăn cuối, chồng Nguyên không có ăn trước.
từng xé xước rồi. Ông cứ ăn đi, tưởng đâu ông trường nên cho chung nhà mời. À thôi, video của Nguyên đến đây kết thúc một cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Mến chúc cả nhà ngày mới thật là an lành. Bye bye. Bye bye. Tắt đi. Làm màu cũng dạng hết trơn luôn á. Tắt đi. Tắt đi. Cô chèn này đẹp trai thì vừa tắt mặt. Nguyên nói Nguyên.